Có, thì Đức Phật đã nói rồi, vừa đủ là coi theo giới luật. Quý vị cũng vậy, quý vị muốn sống vừa đủ. Thời buổi này đó, quý vị sở dĩ tu không được là quý vị quá đầy đủ, quá đầy đủ tiện nghi, quá hưởng thụ. Thành ra cuộc sống bây giờ càng hưởng thụ càng đau khổ. Đức Phật nói vật chất mà hưng thì tinh thần phải suy đồi, mà tinh thần hưng thì vật chất suy đồi. Tinh thần hưng là một người biết muốn, ít muốn, biết đủ thì người này sẽ sống hạnh phúc. Còn mà ham muốn nhiều quá, hưởng tiện nghi nhiều quá thì người này chìm trong vật chất thì người này đau khổ. Hồi xưa người ta sống hạnh phúc hơn bây giờ. Còn bây giờ vật chất quá nhiều, chúng ta có điện, có nước, ăn uống đủ món hết. Rồi tới là đồ bây giờ chỉ cần nước sôi đổ vô là ăn rồi. Rồi thịt bò bây giờ 7-8 món, rồi cá ê hề. Còn hồi xưa người ta ăn rất là đơn giản, nhất là ở thôn quê. Người ta không có điện, không có nước, ta sống với trời, trăng, sao, sống rất là thiên nhiên. Còn bây giờ chúng ta sống bằng nhân tạo. Quý vị nào có đi Mỹ thì biết, Phật tử về kêu lại: tụi con sống như cái máy gì xưa, sống như đèn neon, con không còn biết mặt trời, mặt trăng là gì hết. Mà đêm về mệt quá rồi mở đèn, rồi ngủ. Rồi sáng thức dậy thì lo ăn, ngày làm 8 tiếng, có người còn làm thêm nữa. Đêm ngày có 24 tiếng mà làm 8 tiếng rồi ngủ 6 tiếng, 7 tiếng nữa thì hết hơn nửa ngày. Rồi về mệt quá thì ăn đâu có, thì đồ sẵn đổ nước sôi cho ăn, ung thư. Đồ tên là đồ hóa chất thôi, có đát một cái 2-3 năm trời. Còn hồi xưa người ta nấu liền, người ta ăn liền. Rồi gạo hồi xưa người ta ăn gạo lứt có chất mài cám, nó bổ thiệt là bổ, đủ chất bổ. Bây giờ xay xát cho thật trắng, ăn cái bã không, bỏ đi cái chất cám là chất bồi bổ nhất. Còn văn minh chừng nào chúng ta càng ngu chừng ấy. Hồi xưa thì người ta nhỡ ở nhà tranh, bây giờ nhà lầu 20-30 tầng, kêu vào nhà chung cư vậy đó. Trời ơi, một đống trong đó. Rồi có chuyện gì là chạy không nổi, đạp nhau mà chết. Rồi đi thang máy không, mà chung cư gì nó nực muốn chết luôn. Phải có quạt máy, có máy điều hòa. Mà ngủ về mệt quá mở quạt máy rồi đi luôn, vô lò thiêu luôn. Còn hồi xưa người ta ở dưới gốc cây, người ta nhờ nhà tranh, mái tranh vách đất một gian sơ sài, nó mát vô cùng. Quý vị nào có ở nhà tranh, với nhà lá cũng đẹp. Còn bây giờ mấy cái quán mà bán đồ đó, không có cất nhà ngói, không cất nhà lá không, còn ở cất nhà tranh như ở Nha Trang đó. Mấy cái quán đó, cất nhà tranh không, thật là đẹp, vô thật là mát. Bây giờ kêu gọi trở về xưa, trở về thiên nhiên. Người thiên nhiên thì ít bệnh, họ sống cả 100 tuổi. Còn bây giờ chúng ta sống bằng hóa chất. Tiện nghi thì tiện nghi, đầy đủ thì quá đầy đủ. Thì cái tâm chúng ta không an ổn được. Thức dậy là có biết bao nhiêu vấn đề. Mà vấn đề chính là gì? Là cái xác thân này. Đau khổ nhất là xác thân này. Mà nếu chúng ta không tập trung, không theo dõi, không biết nó, thì chúng ta ngoại có hướng ngoại không? Bây giờ ở ngoài ngoại quốc, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nội cái tiền điện với tiền nước là chết rồi. Làm chết mồ chết tổ không đủ trả tiền nước, trả tiền nhà. Bây giờ ngoại quốc thì không có mua nhà, nó mắc quá, phải mướn. Mướn rồi trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì hết rồi, làm cùm đầu. Rồi về Việt Nam không dám về, về thì Việt Nam xin tiền. Việt Kiều mà giàu lắm, có người nghèo muốn chết. Đâu phải Việt Kiều nào cũng giàu đâu, có nhiều bên đó thất nghiệp. Chúng ta thấy đồng tiền là trên hết. Đi đâu mà ta nói dài mang túi bạc kè kè, nói quấy nó quá chúng nghe rầm rầm. Ai có tiền thì được người ta tôn trọng, ai không tiền người ta bỏ bê. Cả tới nhà thương cũng vậy. Bây giờ có cái vụ nhà thương dịch vụ vậy đó, nghe tiếng dịch vụ nó nói đẹp quá. Thì tất nhiên phải có trung gian, muốn gặp bác sĩ gì đó có cái ban dịch vụ nó lo hết, thì phải có tiền riêng cho nó nữa.
Còn bác sĩ mổ xẻ là tiền mổ xẻ riêng, rồi tiền ba thơ cho bác sĩ riêng nữa. Nó mới tiếp mình, nó mới săn đón mình. Mà bác sĩ không, mà y tá mà giúp nó cũng phải có ba thơ riêng nữa. Trời ơi là trời, tiền ơi là tiền. Thành ra một người nghèo mà bệnh thì chết thôi, đâu có dám lên nhà thương, đâu có dám lên thành phố. Lên thành phố thì dưới 10 triệu là không có sống nổi. Đào đây ra 10 triệu. Một người nghèo một ngày kiếm vài trăm ngàn, lương một tháng có cả 500-700, 1 triệu. Và bây giờ bệnh một cái nữa thì làm sao? Thành ra ở trong cổ đức thường nói nó ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền. Mi làm nhân loại quá ra đi. Mi tô nét mặt đen thành trắng. Mi khiến nhân tình thẳng quá si. Mi đạp lưng thường vô một số. Mi xuôi nhân nghĩa dẹt đôi đường. Mi xuôi thế giới đâm nhau mãi. Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền. Thì chúng ta thấy đại chiến thứ nhất 14-18 là gì? Kinh tế. Kinh tế là gì? Là ông nội có tiền bạc. Đại chiến thứ nhì 39-45 là gì? Cũng kinh tế. Là cũng chiến tranh vì tiền bạc. Bây giờ sắp đại chiến thứ ba là gì? Dầu lửa. Ở Trường Sa, Hoàng Sa sắp nổ. Dầu lửa là cái gì? Là ông cố nội có tiền bạc. Vua dầu lửa là ở Mỹ giàu nhất thế giới. Chưa ai bằng ông. Ông là ông vua dầu lửa. Vì tiền bạc mới giờ thế giới dồn về đó. Mà tranh nhau có tiền bạc rồi giết nhau chết thì cuối cùng không còn ai hết. Thành ra ba lần thế giới chiến tranh là chiến tranh vì tiền bạc ý thức hệ. Bây giờ cũng sắp sửa đi vào đó. Mà chúng ta là người Phật tử mà chúng ta lại tham tiền nữa thì thôi chết rồi. Thì tôi thấy người Phật tử cũng vào trong đó đấy. Ở đây có 3, 4, 5, 6 Phật tử về cha mẹ mà vừa chết xong là anh em rồi bán nhà, chia nhà. Rồi Phật tử thì khôn hơn. Người ta rảnh, người ta nuôi mẹ, nuôi cha. Thì trước khi cha mẹ tắt thở, người ta làm cái tờ di chúc. Cha mẹ để lại cho mình. Thì theo cái lực bây giờ mà di chúc làm sao thì để lại cho người con đó. Rồi khi chết là anh em lại chia thì... Chia thì người Phật tử người ta là người Phật tử người ta biết. Người ta sẵn sàng chia, nghĩa là nhà của gia đình. Kêu bằng cái nhà thờ vậy đó, không có bán được. Là cái truyền thống của gia đình để thờ cha mẹ. Thì mấy người ấy thì đức định bán để chia. Thì họ cũng nói bán vào số tiền bao nhiêu họ cho lại, chuộc lại. Nhưng mà đòi quá xá, quá cái mức mà người ta có. Thành ra cuối cùng phải thưa. Thưa thì anh em đâu còn là anh em nữa. Từ nay nhìn là kẻ thù. Anh em ruột, chị em ruột mà vậy. Thì thưa thì người Phật tử thắng thôi. Họ khôn. Họ nuôi cha mẹ cầm cái tờ di chúc. Thì ra tòa án thì ai di chúc cho cha mẹ, di chúc cho người nào thì người đó hưởng. Thành ra chúng ta thấy khó lắm. Người Phật tử cũng khó xử đấy. Tôi khuyên thôi cho đi. Chia lợi một mớ tiền, nó chia thì con có chia, nhưng mà đòi quá cái sức của tụi con phải đành để thưa thôi. Vì thưa đòi thắng là tôi nói giờ cũng phải chia thôi. Cũng cho người ta lợi một mớ. Anh em à, dầu sao cũng là một cùng một máu mủ. Thì người Phật tử được vậy cho ngoài là thôi à, dứt à. Chúng ta thấy vậy, thành ra cái cuộc đời bây giờ khó xử. Giờ muốn xử thì sao? Chỉ có cạo đầu đi tu thôi. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Thì đời sống mới giải thoát. Chúng ta thấy Thái tử Si Đạt Ta. Quý vị không bằng cái lai của Thái tử nữa. Vợ đẹp, con ngoan, vàng sang dài, vàng bạc, gấm dốc, sơn hà, cẩm tú trong tay Thái tử. Một vị vua tương lai mà. Thế mà dám dứt bỏ hết. Đêm ngủ dưới gốc cây, ngày đi xin ăn. Một y một bát, bay khắp non trong rồi trôi dòng võ trụ. Không ai thèm ngó tới, không ai giết, không ai gì hết. Còn lúc làm thái tử đó, tiền hô hậu ủng ngủ phải có gạt được co, tức là phải có lính gác. Mà chưa chắc bảo đảm đâu, lính nó giết mình cũng không chừng. Khi bị người ta mua chuộc nó,
Thì bây giờ chúng ta thấy mấy ông tổng thống, mấy ông thủ tướng sợ chết mồ. Mà ai cũng thích làm tổng thống đó, tranh cử. Chứ không được làm tổng thống đâu, phải tranh cử dữ lắm. Mà nhiều ông có 5 năm mà. Rồi lên cái bòn xèn một mớ tiền để rồi để hậu giống. Mà giống không kịp thì tử hình. Cái chết cũng vì tiền. Còn Thái tử Siddhartha nằm trên đống vàng mà dám bỏ. Thì tất nhiên cái hiểu biết phải đọc đó mới được. Do cái hiểu biết sai lầm chúng ta mới khổ, chứ không phải tại tiền. Thành ra Đức Phật nói rồi, Ngài kết luận cái cuối cùng: ác nghiệp chi mi lắm rửa tiền, mi làm nhân loại quá đã điên. Phải tiền hay không? Sai, không phải tại tiền. Nếu tại tiền thì Đức Phật cũng tiền vậy. Mà tại sao Ngài không đắp? Chúng ta nhớ câu chuyện A Nan ở Đức Phật đi. Tụi ăn cướp nó vô trong cái đền vua, nó ăn cắp. Rồi lính hay mới rượt theo nó. Nó chạy quýnh qua, nó rớt tiền, rớt vàng dọc đường. Thì bữa đó Đức Phật kêu A Nan đi bác với Ngài sớm quá, mới 6-7 giờ sáng. Thì A Nan thấy vàng rớt ở dưới đất. Ngài mới nói: bạch Đức Thế Tôn, vàng ở đâu mà rớt đầy đất? Thì Đức Phật nói: con rắn độc đấy con. Ngài nói: nó kỳ, sao Thế Tôn không thấy mà lại nói con rắn độc? Ngài mới cầm lên coi được quả vàng. Ngài mới thảy xuống rồi nó bạch Đức Thế Tôn: vàng thiệt mà. Đức Thế Tôn nói: con rắn độc đấy con. Ngài mới lượm một viên vàng, Ngài đưa cho Đức Phật coi: đây vàng thiệt mà Đức Thế Tôn. Ngài không thèm ngó, Ngài nói: con rắn độc đấy con. Ngài lập lần thứ ba thì A Nan biết. A Nan mới thảy cục vàng xuống: con rắn độc. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói cái gì Ngài không có giả. Nhưng mà cái đức của Ngài đi sâu vào cái linh hồn, cái hiểu biết của A Nan. A Nan biết cái sống chết là do vàng. Không phải tại vàng, mà tại mình tham vàng, tại mình ghiền vàng, tại mình dính mắt vào vàng. Cái này thì người nữ nặng á. Người nam thì nặng về sắc, người nữ thì nặng về vàng. Nặng chi vậy? Nặng sửa soạn. Thì đó, son phấn, quần áo, giày dép đồ. Còn người nam thì nhậu. Nhậu cũng phải có vàng. Vô mấy cái quán mà cái cao lầu cao tốc gì đó, nhậu bò bảy món rồi ăn ốc khỉ gì đó, trời ơi, tôi nói là con người ác vô cùng. Thì cái đó là tiền không? Thì tiền với vàng với đô la là mấy thứ, một thứ. Thành ra không phải tại tiền, mà tại cái lòng tham tiền.